Trong việc lựa chọn vật liệu lát sàn thì tiêu chí chống nước được coi là tiêu chí quan trọng hàng đầu. Nếu như bạn đang muốn không gian sống của mình có sự tinh tế, sang trọng như là sàn nhà lát gỗ nhưng lại lo ngại về kinh phí và độ bền thì sàn nhựa hèm khóa sẽ là lựa chọn tuyệt vời bởi những ưu điểm về chất lượng, tính thẩm mỹ và mức giá bình dân mà nó mang lại. Taka Decor mang tinh hoa đến mọi công trình. Không phải tự nhiên mà sàn nhựa hèm khóa trở thành sản phẩm ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn sử dụng đến vậy. Một dòng sản phẩm mà có chi phí khá là bình dân nhưng lại hội tụ đầy đủ những ưu điểm vượt trội như là có tính thẩm mỹ cao bởi các đường nét hoa văn vân gỗ chân thật, lắp đặt nhanh, tháo dỡ dễ dàng nhờ thiết kế hèm khóa thông minh và có độ bền cao có thể lên đến 20 năm bởi đặc tính chống nước 100%, không bị cong vênh mối mọt, không bị đổ mồ hôi khi thời tiết đổ nồm vậy nên sàn nhựa hèm khóa là sản phẩm bạn có thể lắp đặt ở bất cứ đâu trong ngôi nhà của mình mà vẫn hài hòa với nội thất tạo nên không gian tuyệt đẹp thi công lắp đặt sàn nhựa hèm khóa rất dễ dàng và nhanh chóng bởi dụng cụ sử dụng chỉ đơn giản là xốp cao su non để lót sàn nhựa hèm khóa búa cao su dao cắt và thước đo vì sàn nhựa hèm khóa không cần dán keo như các loại sàn dán keo thông thường nên bạn không cần lo lắng keo sẽ ảnh hưởng đến mặt sàn cũ bên dưới bạn chỉ cần xử lý vệ sinh cho mặt nền nhà sạch và bằng phẳng, sau đó trải lớp xốp cao su non lên mặt nền để giảm ma sát và đảm bảo độ chắc chắn hơn cho sàn. Như vậy là bạn đã có thể tiến hành thao tác lắp đặt sàn nhựa hèm khóa. Như ở công trình này, gia chủ muốn đổi mới không gian sống nên đã lựa chọn sử dụng sản phẩm sàn nhựa hèm khóa Taka Flore mã 552 vân gỗ màu be vàng để thay thế cho sàn gỗ công nghiệp màu nâu đã bị ngấm ẩm cong vinh và xô lệch. Sau khi lột bỏ toàn bộ lớp sàn gỗ công nghiệp cũ và vệ sinh sạch sẽ mặt nền nhà, nội thất Taka đã tiến hành trải một lớp tấm cao su non lên bề mặt nền và lắp đặt sàn nhựa hẻm khóa thương hiệu Taka Floor lên trên. Chỉ với hai ngày thi công mà sự thay đổi của sàn nhà đã làm thay đổi hoàn toàn không gian sống, từ phong cách cổ điển thay đổi trở nên đẹp tinh tế, vừa sang trọng hiện đại, vừa trẻ trung sôi động. Sản phẩm sàn nhựa hèm khóa Takaflo có nhiều mẫu mã màu sắc đẹp nên có thể phù hợp với mọi phong cách nội thất. Nếu không gian nội thất của bạn thiết kế theo phong cách cổ điển thì bạn có thể lựa chọn sàn gỗ màu tối như là vân gỗ màu nâu sẫm, vân gỗ màu nâu nhạt, vân gỗ màu ghi sẫm. Còn nếu không gian của bạn thiết kế theo phong cách trẻ trung sôi động thì các màu như vân gỗ màu ghi nhạt, vân gỗ màu vàng keo sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Nếu bạn đang quan tâm đến một trong những dòng vật liệu dùng để ốp tường, ốp trần, lát sàn như là tấm ốp nhựa PVC Nano, tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời, sàn nhựa hèm khóa, sàn gỗ công nghiệp cao cấp, sàn gỗ nhựa ngoài trời, thì nội thất Taka có đầy đủ các loại vật liệu với các mũ mã đa dạng, chất lượng đảm bảo, xuất xứ rõ ràng, có thể phù hợp với mọi không gian nội thất ngoại thất của các bạn. Vậy nên các bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhấc máy nên gọi ngay đến số hotline của nội thất Taka hoặc để lại bình luận ở bên dưới của video này để được tư vấn tận tình chú đáo nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like và nhấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những video tiếp theo của chúng tôi. Đội Thất Ta mang tinh hoa đến mọi công trình.